ngày 26 tháng 9, Công an thành phố Biên Hòa đã bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Vinh, 52 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 24 tháng 9, Vinh điều khiển xe máy từ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh mang theo 470 tờ vé số đã sổ những ngày tháng trước đó xuống khu vực thành phố Biên Hòa với mục đích lừa đảo, tráo vé số của những người bán vé số. Khi đến góc đường Dương Tử Giang, khu vực ngã tư Vincom, phường Tân Tiến, Vinh phát hiện bà Thuận bị tàn tật, ngồi xe lăn bán vé số một mình nên nhanh chóng dừng xe bên cạnh hỏi mua vé số. Bà Thuận đưa Vinh một xấp vé số 530 tờ Đài Tiền Giang, Vinh mua 8 tờ, trả tiền cho bà Thuận. Lợi dụng bà Thuận không để ý, Vinh đã tráo đổi 470 tờ vé số đã sổ mang theo để lấy 522 tờ vé số mở thưởng ngày 24 tháng 9 năm 2023. Sau đó về quầy vé số của một người đàn ông ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bán lại được 4,2 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Biên xác định đối tượng đã bỏ chạy về hướng Bình Dương. Đến sáng ngày 26 tháng 9, trên địa bàn phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, xảy ra vụ tương tự. Các trinh sát đã theo dõi và truy bắt được đối tượng Phạm Ngọc Vinh tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khi đối tượng đang bán vé số vừa lừa được